Đây mật đây các bác. Đó. Nói chung là cái tốc độ như thế này thì khá là ác rồi. Lại xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong nhá. Thì các bác ở tất cả tỉnh thành khu vực phía Bắc là khai thác mật vải thiều chưa ạ? Ở Bắc Giang thì ngày hôm nay là em bắt đầu phá vòng đầu tiên các bác. Đấy, phá vòng đầu tiên này thì cái thứ nhất là kích thích cái con ong nó đi lấy mật chất lượng hơn, và cái thứ hai nữa là tránh những tình trạng ong nó chia đàn. Đấy, những cái đàn này thì nó đang ở những cái thế rất là đẹp rồi các bạn. Chuyển 4 cầu thôi. Đấy, bơm khói vào thì con ong nó tụt xuống dưới các bạn. Đấy, thời tiết năm nay tính đến cái thời điểm này thì nó rất là đẹp. Đây, đàn đầu tiên này các bạn này. Đấy, chúng ta xịt khói vào thì con ong nó sẽ tụt xuống bên dưới nha các bạn nha. Mặt phòng ghê. Đấy, và quay ra chúng ta rũ này. Căng phòng phết đấy, phòng lên nhỉ, bắp tay, đây mật đây các bác, đó. Nói chung là cái tốc độ như thế này thì khá là ác rồi, thổi bớt đi, cái đồ bảo hộ thì các bác nên dùng đồ bảo hộ nhá, ong đợt này thì nó khá là dữ đấy. Nhiều khói là nó xuống dưới. Đây, nếu mà chúng ta không khai thác ấy, thì cái lớp ong đực này này nó sẽ lở ra và nó chia đàn các bạn. Đấy, còn như cầu này là cầu mới đấy, cầu mới nào, ta số ong đực nhiều, còn ong đực đây. Đấy, còn những cái cầu cũ ở trong cái thời điểm vụ đông xuân đấy, vụ đông ấy. Số lượng quân nó đẹp, và cái thứ hai nữa là mật nó nhiều hơn các bạn. Đây có hai anh em làm thì đấy, vừa làm ra là vừa phải cắt vào luôn các bạn. Đấy, tránh cái tình trạng mà để cái con ong nó bị lâu quá. Đấy, vít lắp đây. Vòng đầu này thì mật nó sẽ không được chất lượng các bạn. Đấy, nói chung là đánh phá những vòng này sau cho ong nó ăn thôi. Và cái thứ hai nữa là sẽ bán vào cái khu vực các bác làm rượu ngâm ấy. Làm xong thì nó có nhiều công đoạn nữa. Cái thứ nhất là chúng ta phải nạo bỏ bớt những cái phần ong đực đi các bạn. Thì những cái video đấy em sẽ chia sẻ sau nhé. Thôi đừng xịt ra. Bay. Đấy, mụ chúa bắt đầu to ghê rồi các bạn. Đấy, tiếp theo nữa thì rơi vào tầm khoảng là 6 đến 7 hôm nữa thì chúng ta là đánh vòng thứ hai, đây gọi là vòng phá. Những cái cầu này thì chúng ta sẽ cắt hết đi các bạn, để cho con ong nó tái tạo lại. Đây có mũ sắp còn lỡ rồi, đây này các bạn.
Đây mũ chúa sắp lở này. Bầu này căng này. Phần quay nên phần tiếp theo là xử lý những cái phần ong đực các bạn. Đây phần ong đực đây thì chúng ta lại bắt đầu là phải xử lý. Đây mụ chúa đây, đầu đen này sắp lở này. Đây, phải gạt bỏ đi các bạn. Đấy, cứ cái mũ nào đẹp thì chúng ta có thể để lại gây nhá. Ong đực thì chúng ta cắt bỏ đi các bạn. Một là cắt như thế này, hai là chúng ta gọt như thế này. Đó. Đấy, thao tác làm nhanh các bạn nhé. Đây. Thì chúng ta cắt đi như thế này rồi thì là bắt buộc là chúng ta rũ này. Đó, cầm rũ để cho ong nó bớt đi. Và cái thứ hai nữa là chúng ta là phải vệ sinh cầu. Đấy thì chúng ta sẽ lấy cái gót dao này. Đấy, chúng ta gọt đi những cái bẩn này đi. Đấy, chúng ta phải gọt đi các bạn. Đấy, đấy. Rồi, ok nhé. Đấy thì bây giờ ra những cái đàn tiếp theo thì em quay cho các bác xem. Bây giờ là ra vào cầu đã. Đấy, khai thác xong thì chúng ta bắt đầu vào cầu nhé. Thì một cái đàn mà chúng ta vừa bỏ ra, ví dụ đàn này em vừa khai thác này là 4 cầu thì chúng ta sẽ có đảo cầu. Đấy thì hiện tại những cái cầu đẹp thì nó đang ở bên trong lúc chưa khai thác mật ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ để những cái cầu, ví dụ cầu mới này vào bên trong này các bác này. Đấy, các bác làm nhanh, tốc độ. Thì những cái ấu trùng nhộng nó sẽ không bị ảnh hưởng. Bởi vì mỗi một lần khai thác mật như thế này thì đàn ong nó sẽ không ủ ấm được cho ấu trùng. Đấy, và cái quan trọng nữa thì tất cả những cái chiều thước ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang là cái chiều một phân nhé các bác nhé. Thì sau cái bầu mật nó mới căng. Còn các bác mà cứ bây giờ vẫn để chiều 7 ly là nó sẽ không cơi được ra nữa đâu. Nó mang bình khói thôi. Đàn ong này nó đang bị nhận lên thì chúng ta có thể là lấy khói. Chúng ta ép cho đàn ong nó tụt xuống dưới thì chúng ta sẽ làm nhanh hơn. Còn thời điểm này thì không phải cho ăn nữa các bạn. Nhả nhả một ít vào thôi cho nó gọi là nó hết hăng đi thôi các bạn. Đây nhả nhiều vào là con ong nó bốc lên này. Đây. Đó, như thế là đã hoàn thiện xong được một đàn rồi các bác. Đấy thì hôm nay chỉ có hai anh em làm thôi. Đấy, khu vực ong này thì nó chỉ có tầm chục đàn thôi, thì cứ làm đến đâu thì quay cho các bác xem đến đấy. Còn hôm nào đánh những cái trại ong lớn ấy thì có nhiều anh em hộ thì sẽ chi tiết chia sẻ kỹ hơn để cho các bác cùng tham khảo. Ok, như thế là một đàn rồi. Bây giờ thì tiếp tục di chuyển sang cái khu vực bên đây các bác này. Đây, đánh những cái đàn khu vực đây. Đàn này thì hiện tại thì nó đang ở cái thế 4 cầu quân đông. Số lượng quân thì các bác thấy thực tế trên video rất là khủng. Đầu tiên là cứ phải nhử khói đã các bạn. Đấy, tách đến đâu chúng ta nhả khói đến đó. Thì càng nhiều thì con ong nó tụt xuống càng ác các bác nhé. Nói chung là bắt đầu đến vòng 2 hoặc vòng 3 thì ong nó mới giữ. Còn vòng đầu này thì bình thường thôi. Còn vòng cuối cùng là nó sẽ giữ nhất các bạn.
Đó, chúng ta xịt như này cho ong nó tụ xuống này. Bây giờ bắt đầu rũ. Các bác rũ thấp tay nhé. Đấy, còn con nào không hết thì chúng ta có thể thổi bỏ đi. Đây, đây có mũ rồi này, hai mũ này. Đây mật đây. Cầu vuông đen, đây mũ này. Đấy, chỗ tay em xỉ này, hai cái mũ. Hai cái này thì lát nữa lại bỏ. Đàn này thì mật cũng khá là ổn định. Đấy, cầu mới đây các bạn này, phòng đực ở bên dưới, còn là những cái viền trên này đây khá đẹp, mật nó chỉ thu lên đây. Ví dụ đàn nào mà đang tuổi đi khai thác mật ý, thì nó sẽ bầu mật ở đến đây tầm khoảng 10 phân mẩy cam, thì đàn này lao cầu vào được. Ông của ông nhìn thấy mẹ ông đại ca này là choáng. Được không? Cắt mật ấy nó nhé. Cắt được không? Không cắt được đâu. Để cắt, em cắt là dễ bị ấy lắm. Đấy, kết thúc ngày quay mật rồi các bạn. Tổng cộng thì vòng đầu tiên cũng được khá khá các bạn. Rồi, bây giờ là để thước thôi. Đấy, các bác ở tất cả tỉnh thành khu vực phía Bắc mà quay vòng bao nhiêu rồi thì thông báo các bác nhé. Đây ở Bắc Giang em thì đây là vòng đầu tiên, là vòng đánh phá đấy. Đấy, thời tiết năm nay thì khá đẹp các bạn. Mưa phùn. Trưa là hửng nắng lên là nhiều mật, đâm ra mình tranh thủ quay sáng thì con ong nó khỏe hơn. Nhiều bác quay chiều là con ong nó không kịp đi lấy mật là ong nó sẽ bị đói ngày hôm đấy. Đúng khỏe. Ok. Và bây giờ thì chỉ chờ ông ổn định thôi, mai kia mình ra kiểm tra các bác xem có đàn nào bị mất chú hay không để tìm cách khắc phục. Quay vòng 1 báo cáo các bác nhé. Bây giờ chào các bác này.